cử hạng mục diễn viên nam ấn tượng. Diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh. Cho tôi đo đất thế à? Mơ. Đấy là do tôi đấy. Không tin à? Đánh nhau không? Diễn viên Công Dương. Điên à? Tôi không thích con gái. Nhưng mà thật sự là anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Nhưng với tư cách là người yêu, chứ không phải là bạn cùng lớp. Làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người? Diễn viên Lê Hồng Đăng. Mà tôi chỉ muốn giết chết mẹ của người đấy. Tôi sẽ cộng sổ cả mẹ lẫn con họ lại. Rồi tính luôn một lượt. Diễn viên Thanh Sơn. Rồi chưa? Ngon ngọt. Ôi rồi. Cảm ơn ấy. Hay cái thằng này. Chúng ta chia tay rồi. Diễn viên Nguyễn Mạnh Trường. Hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nhau đi. Bây giờ nhá, chỉ còn đúng một cách. Em là sinh đôi cho anh. 2-1 là mình lượn được xong đấy. Đề cử hạng mục diễn viên nữ ấn tượng. Về đi. Diễn viên Hồng Diễm. Về ăn những gì ngon nhất ý. Vì khi vào tù rồi, mày sẽ không được ăn nữa đâu. Tao cho mày suy nghĩ đến mai. Diễn viên Nguyễn Ngọc Thúy Diễm. Em yêu anh. Tao nói cho mày biết, mày mà sàn sỡ tao một lần nữa, tao đập nát sọ mày ra. Vậy cho nên nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, dù có phải đối đầu với bố, con cũng phải đòi lại công bằng cho con gái của con. Nhất định mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn. Diễn viên giờ Lê Tú Oanh. Anh ra mặt rồi, anh chai mặt luôn đi. Cứu nó cũng được, để cho nó sống, xem là bây giờ nó đối diện với con như thế nào, nó cư xử với mọi người ra làm sao. Diễn viên Lương Thu Trang. Không nói chuyện cũng được nhưng mà phải trả tiền đây. Hay là đi nhà nghỉ với bà Khánh ở dưới huyện hết tiền rồi. Lê Khánh xin rất là hân hoan và thật là vui được kính chào tất cả quý vị, chào các bạn đồng nghiệp và xin chào quý khán giả đang theo dõi trên màn hình. Lúc này đây thật sự là Lê Khánh rất là hạnh phúc vì được ra đây để trao một cái giải rất là ý nghĩa. Đó là tìm ra những gương mặt nam nữ diễn viên ấn tượng nhất của năm. Vâng, tôi xin được chúc mừng diễn viên Nguyễn Mạnh Trường. Và xin chúc mừng diễn viên Nguyễn Hồng Diễm. Cô không anh bắt tay được rồi. Chúc mừng. Và hy vọng là nên hai bạn này sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong những và nữ diễn viên nào? Hồng Diễm. Vâng ạ. À, còn ở đây ăn cơm với cái nam cơ. Thế cháu đại đây ăn cơm bà luôn. Cho anh xin bữa cơm nắng nhá. Em nữa. Anh sờ cho vợ nhá. Nhắn với cả nó. Cút ra khỏi cuộc đời đây. Em thấy chưa? Trong khi em đau khổ thì bọn họ đi uống rượu mừng. Chiếc cúp này chính là món quà lớn nhất mà khán giả đã dành tặng cho Trường. Với bất kỳ một người diễn viên nào thì có lẽ đây chính là điều hạnh phúc nhất. Và tôi chỉ mong rằng là khán giả sẽ luôn đồng hành, ủng hộ phim Việt. Hãy luôn yêu phim Việt. Vì chỉ có tình cảm quý vị khán giả thôi, đó là động lực lớn nhất để cho chúng tôi cố gắng trên con đường nghệ thuật của mình. Cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng một lần nữa Mạnh Trường. Và chúng tôi tin chắc đó cũng chính là những suy nghĩ, cảm xúc của Hồng Diễm trong lúc này. Chúng tôi xin được gửi những món quà đến với Hồng Diễm sau khi mà chương trình kết thúc. Bây giờ thì xin được một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Lê Khánh. Và hãy gửi lời chúc mừng tới Hồng Diễm và Mạnh Trường là nam nữ diễn viên ấn tượng nhất của VTV Awards năm 2021.